Thưa quý vị và các bạn, khi con đường bước vào tuổi teen, nhiều gia đình cảm thấy dường như có một đứa con khác trong nhà, nổi loạn, cáu kỉnh, ngắt kết nối với cha mẹ. Làm thế nào để cha mẹ cùng con vượt qua được giai đoạn đặc biệt này của trẻ? Đó chính là nội dung của bộ sách Phát triển trí thông minh cảm xúc dành cho teen. Sách do nhà xuất bản Lao động và nhà sách Đậu Ngọt ấn hành. Ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với bộ sách qua sự chia sẻ của chị Phan Thị Hồ Điệp, giảng viên khoa giáo dục đặc biệt, Đại học Sư phạm Hà Nội. Phát triển trí thông minh cảm xúc dành cho tuổi teen, chúng mình đang hướng tới đối tượng các bạn từ 11 đến 18 tuổi. Sở dĩ chúng mình hướng tới đối tượng này là bởi vì có quá nhiều những cái lời than phiền mà chúng mình bắt gặp từ phía các phụ huynh khi có con ở độ tuổi này. Đấy chính là tự nhiên giống như là có một đứa con khác ở trong nhà ấy. Nó lạnh lùng hơn, rồi nó ngắt kết nối với bố mẹ, rồi nó có rất nhiều những cái phản ứng và hành vi khiến cho bố mẹ nhiều khi cũng tức điên lên. Và với bộ sách này thì chúng mình đã hỗ trợ các bạn tuổi teen để khiến cho các bạn đấy trở nên êm ái, hiền hòa, vượt qua tuổi teen một cách dễ dàng hơn. Chúng ta cũng đều hiểu rằng ở trong lứa tuổi teen, do rất nhiều những yếu tố, ví dụ như về hormone chẳng hạn, hoặc những thay đổi liên quan tới môi trường, liên quan tới cảm xúc, cho nên cuộc sống của các bạn trở nên rất hỗn độn và chính các bạn cũng không biết làm cách nào để vượt qua. Thì với bộ sách này, chúng mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ví dụ như kỹ năng để quản lý xung đột, hoặc là cách để vượt qua cơn buồn giận, làm như thế nào để tập trung, làm như thế nào có thể đạt được mục tiêu một cách dễ dàng, làm như thế nào để có thể nhận diện được các mối quan hệ bạn bè để không rơi vào những mối quan hệ độc hại, và để giúp cho các bạn tuổi teen cảm thấy thực sự dễ dàng khi bắt tay vào làm những bài tập này, thì chúng mình đã viết theo đúng kiểu của tuổi teen. Nghĩa là trong đây sẽ có rất nhiều từ ngữ mà được teen hóa, giống như là các bạn ấy hay sử dụng teen code để nói chuyện với nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà có một bộ sách đầy đủ như vậy về tất cả các kỹ năng cảm xúc của tuổi teen. Điều tha thiết mong muốn của chúng mình đấy chính là một bầu không khí kết nối trong cả gia đình. Bởi vì các bố mẹ thông qua bộ sách này cũng sẽ hiểu con hơn, các con thông qua bộ sách cũng hiểu bố mẹ hơn. Vì chúng mình có những cả những bài như kiểu là nước mắt chảy ngược, nghĩa là các bạn tuổi teen cũng hiểu về tâm trạng của bố mẹ, hiểu rằng không có bố mẹ nào hoàn hảo, bố mẹ có thể chưa biết cách thể hiện, và chính các bạn sẽ là người hướng dẫn cho bố mẹ cách thể hiện cảm xúc của mình. Quan trọng nữa, đấy chính là bố mẹ và con cái nhận diện được ra nhau. Trong cuốn sách này có những bài liên quan tới điểm mạnh, điểm yếu, cách mà phát triển bản thân, và vì thế nó thực sự hữu ích để cho các bạn sẵn sàng cho một tương lai tươi đẹp và rực rỡ. Để thông qua tuổi teen này, chúng mình sẽ có khoảng thời gian nhìn lại và thấy thực sự sẽ rất tuyệt vời, chứ không phải là một tuổi nổi loạn hoặc là một cuộc chiến giống như chúng ta thường định danh cho tuổi teen. Bộ sách Phát triển trí thông minh cảm xúc dành cho tuổi teen chính là tha thiết kết nối cũng như là mong muốn tạo được sự ấm áp trong mỗi gia đình Việt Nam.